những vết thương của đấng phục sinh và của tạo thành. Trong mùa phục sinh, chúng ta được nghe thuật lại nhiều lần các biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, với những người phụ nữ và với nhiều người khác nữa. Trên đường đi, trong căn nhà đóng kín hay tại nhà tiệc ly, việc đấng phục sinh đến đã kiện cường niềm tin của các môn đệ, ban niềm bình an, niềm hy vọng và gia tăng sức mạnh cho sứ vụ rao giảng mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng ta thực sự không biết dung mạo của Đức Giêsu phục sinh biến đổi ra sao, khiến cho bà Maria lầm tưởng là người làm vườn, các môn đệ lại tưởng là thấy ma, hay trên đường Emmaus lại như khách bộ hành, họ không nhận ra người ngay khi nhìn thấy người. Đấng phục sinh có thể xuất hiện trong ngôi nhà đóng kín. Ngài tiến đến đi bên cạnh hai môn đệ trên đường Emmaus, hay cùng lúc hiện diện ở Jerusalem. Người không bị giới hạn trong không gian và thời gian. Tuy nhiên, trong nhiều trình thuật, chúng ta thấy có những dấu vết không mất đi trên thân mình của đấng phục sinh. Những dấu hiệu để người tỏ mình ra cho các môn đệ khi các ông còn vô cùng hoảng hốt. Đó là những dấu đinh nơi tay chân của người. Đó là vết thương nơi cạnh sườn của người. Đức Giêsu nói với các môn đệ, hãy xem chân tay thầy đây, cứ rờ xem. Mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Hay chú nói với ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Tại sao những dấu vết thương tích vẫn còn đó? Nhiều tác giả cho rằng đó là dấu hiệu để các môn đệ nhận ra Chúa. Đó còn là chứng tích của một tình yêu cao cả của đấng đã hiến mạng sống cho con người. Những vết sẹo còn nhắc nhớ chúng ta về những nỗi đau của phận người mà Đức Giêsu đã mang vác trong cuộc khổ nạn và còn tiếp tục ôm lấy vào thân mình Ngài tất cả những thương tích của nhân loại. Tuy nhiên, việc chiêm ngắm dung mạo đấng phục sinh với những dấu tích của thương khó còn có thể đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm trái đất chúng ta đang sống. Nếu chúng ta nhìn nhận rằng nhờ mầu nhiệm nhập thể, tất cả mọi chi tiết của tạo thành này cùng với con người đã được tháp nhập cách sâu xa vào thân mình Đức Kitô, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy trong thương tích của đấng phục sinh có những vết thương của tạo thành này. Thực sự, những vết thương in hằn trên hành tinh của chúng ta đang sống, do sự bóc lột hay sự tàn phá của bàn tay con người, chúng không biến mất. Chúng vẫn còn mãi trong không gian và thời gian. Chúng ta hãy thử nghĩ đến hàng triệu chủng loại động vật, thực vật đã bị tuyệt chủng. Nay chúng không còn hiện hữu như những sinh vật sống động. Chúng mất đi, để lại một khoảng trống rỗng chết chóc nơi chúng đã từng có mặt. Ghi nhận khoa học mới nhất cho thấy phần lớn diện tích đất liền trên trái đất đã mất tính toàn vẹn sinh thái và con người là nguyên nhân chính. Báo cáo trên tạp chí Frontiers ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Đại học Cambridge nhấn mạnh rằng chỉ còn 3% diện tích đất đai trên hành tinh của chúng ta còn đủ điều kiện để được coi là nguyên vẹn về mặt sinh thái. Hay chúng ta thử nghĩ đến Chernobyl, một khu vực trước đây thuộc Liên bang Xô Viết và nay thuộc về nước Ukraine, là nơi đã từng xảy ra thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Vụ nổ đã biến Chernobyl thành sa mạc chết, một vùng rộng lớn thuộc Ukraine, Belarus và Nga bị ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, dẫn đến việc phải sơ tán cho hơn 350.000 người. Cả một rừng thông ngay đó chết ngay lập tức, với toàn bộ tán lá đều chuyển sang màu đỏ. Rất ít động vật có thể sống sót và thoát ra khỏi mức phóng xạ cao nhất này. Cho tới nay đã 35 năm,
Nấm mồ cao khoảng 108 mét, rộng 150 mét và dài 250 mét, bao phủ toàn bộ lò phản ứng hạt nhân số 4, vẫn còn đứng sừng sững. Vùng bán kính 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vẫn đang được cách ly và dự kiến sẽ còn bị cách ly trong 24.000 năm nữa nếu không có những giải pháp hồi sinh ngoại thường. Gần hơn nữa, chúng ta thường nghĩ đến thảm họa công ty Formosa gây ô nhiễm toàn bộ vùng biển miền Trung của đất nước Việt Nam, gây ra cái chết của hàng triệu sinh vật biển, mà đó là điều chúng ta có thể thấy được. Còn có khoảng 50% diện tích san hô trong khu vực biển của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị phá hủy mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy. Ngày 4 tháng 4 năm 2016, khi Formosa nhẫn tâm xả thải trực tiếp một lượng lớn chất cực độc vào vùng biển Hà Tĩnh, thì hậu quả của hành động vô trách nhiệm ấy đã không thể kiểm soát được. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, đến sức khỏe và đời sống của con người, môi trường biển ấy còn bị thương tích nặng nề. Theo đánh giá của các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm nữa mới có thể tạm phục hồi môi trường biển ở nơi đó. Và còn biết bao vết thương khác vẫn còn in dấu trên hành tinh của chúng ta, vẫn chưa được chữa lành mà chúng ta có lẽ không thể kể hết. Thế nhưng, con người lại chồng chất vết thương này lên vết thương khác bằng sự thờ ơ vô trách nhiệm, bằng sự khai thác bóc lột vô giới hạn, bằng thói quen tiêu thụ điên cuồng của mình. Trước những vết thương đó, chúng ta phải làm sao đây? Cần làm gì để chữa lành, để thay đổi, để phục hồi, để sự sống mới nảy sinh? Thật vậy, những đống hoang tàn đổ nát ở nhiều khu vực khác nhau trên trái đất, những vùng đau thương chết chóc, những khoảng khói bụi độc hại, những lỗ thủng đây đó trên tầng ozone vẫn còn là nỗi đau thương tột cùng của rất nhiều người và trực tiếp đe dọa đến sự sống của toàn thể nhân loại. Đôi lúc chỉ cần nghe đến đã làm trái tim của chúng ta đau buốt. Thế nhưng chúng ta có học được bài học gì từ những thương tích lịch sử ấy hay không? Chúng ta có thấy cần phải đổi thay, cần phải sống khác đi, cần phải chăm sóc nhiều hơn không? Đức Thánh Cha Francisco khi nói về đại dịch COVID-19 cho rằng, một khi cơn khủng hoảng lành mạnh này trôi qua, câu trả lời tồi tệ nhất của chúng ta sẽ là cắm đầu sâu hơn nữa vào thói hăm hở tiêu thụ và những hình thức mới của bản năng tự tồn nhuốm màu ích kỷ. Chúng ta thường nói khu vực này đang hồi phục, môi trường kia đang được tái tạo sau một khoảng thời gian dài bị thương tích. Thực ra đó không phải là hồi phục, là trở về với tình trạng trước kia, nhưng đó là sự sống mới đang nảy sinh, là những thụ sinh lần đầu tiên đến hiện hữu trên trái đất này. Nếu đã không có những thương tích, nếu đã không có sự tàn phá, thì chắc chắn rằng sự sống ấy, sự phát triển ấy đã vượt xa cái mà chúng ta gọi là hồi sinh. Chúng ta không được giả vờ bỏ qua những vết thương sau một thời gian dài, như thể đã quên lãng nó. Cũng giống như việc chúng ta phạm tội vậy, không phải nhận được ơn tha thứ là chúng ta không còn có trách nhiệm gì nữa. Những hậu quả vẫn còn đó. Chúng ta cần phải làm khác đi, phải nghĩ sâu xa hơn, phải sống thánh thiện hơn, để bù đắp lại những thiệt hại chúng ta đã gây ra, để thay thế sự xấu xa bằng vẻ đẹp, để xoa dịu đau đớn bằng tình thương, để xóa bỏ tội lỗi bằng nhân đức, để lấp đầy những hố sâu ích kỷ bằng ân sủng tuôn trào. Thì đối với trái đất cũng vậy. Những thương tích chúng ta gây ra vẫn còn mãi. Chúng ta cần phải thay đổi thực sự. Chúng ta không muốn rằng những vết thương của môi trường hôm nay lại trở thành dấu hiệu để nhận biết về một thế hệ đã vô trách nhiệm trước tài sản chung của muôn thế hệ. Vì vậy, hãy loại bỏ ngay nỗi ảo tưởng rằng hành tinh sẽ tự chữa lành, sẽ tự hồi sinh,
hãy chấm dứt ngay những gì làm tổn thương đến trái đất và làm tổn thương đến anh chị em mình. Thiên Chúa đấng mời gọi chúng ta dấn thân quảng đại và trao ban tất cả, sẽ ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh cần thiết để tiếp tục cuộc hành trình. Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh còn mang thương tích. Ngài vẫn tiếp tục hiện diện ở trung tâm của thế giới. Ngài không bỏ rơi chúng ta, vì Ngài đã tháp nhập vĩnh viễn với trái đất của chúng ta. Tình yêu của Ngài luôn thúc bách chúng ta tìm kiếm những cách thế mới để tiến bước. Vậy chúng ta hãy can đảm lên, hãy nói không với những hành động gây tổn thương, và hãy nói có với nỗ lực chữa lành và đổi mới mọi sự.